Zoom Zoom TV. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Zoom Zoom TV. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau vẽ một chú thỏ dễ thương. Bây giờ thì chúng mình cầm bút chì lên và vẽ thôi nào. Bây giờ mình sẽ dùng bút dạ này, bút lông này đồ lên, mình vẽ các nét cho chú thỏ nhé. Trong lúc vẽ này mà có nét nào mình chưa ưng ý thì mình có thể vẽ lại, hoàn toàn không sao cả. Bởi vì xíu nữa những cây nét chì này mình sẽ tẩy đi đó các bạn. Chú thỏ đang ngồi nè, hai cái chân của chuối đưa lại đằng trước. Thế nên là mình sẽ thấy ở mặt dưới bàn chân của chú thỏ thì sẽ có ba chiếc đốm nhỏ nhỏ này và cả một chiếc đốm ở phía dưới này nữa. Mình thì thấy giống chân gấu ghê các bạn ơi. Củ cà rốt, mình sẽ vẽ thêm những đường sọc ngang này nha. Sau khi đã hoàn thành bước vẽ nét rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cục cơm hoặc là cục tẩy để tụi mình bôi đi những cái nét chì hồi nãy nha các bạn. Mình sẽ tô một chú thỏ có một bộ lông màu trắng và những chiếc đốm màu nâu nâu cam cam đấy các bạn. Chú
thỏ baby cute của tụi mình thì sẽ có một cái lòng bàn chân màu hồng, dễ cưng quá. Tiếp tục thì mình sẽ trang trí cho củ cà rốt này nhé. Củ cà rốt của tụi mình thì hay có màu cam đấy, nhưng mà hôm nay thì mình thích tô cà rốt màu đỏ. Nhưng mà nếu bạn nào thích củ cà rốt màu xanh, củ cà rốt màu tím thì tụi mình cứ tô theo thôi, tại vì tụi mình thích là được mặc đúng không? Mình sẽ cho chú thỏ của tụi mình đang ngồi trong một khu vườn trồng cà rốt. Đây là bãi đất. Rồi, ở trên đấy sẽ có những cái củ cà rốt. Wow, chú thỏ đang rất là vui bởi vì được ngồi trong một vườn cà rốt. Nếu mà ăn hết củ cà rốt này rồi, chú có thể nhổ hết những củ cà rốt ở xung quanh để ăn. Nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng chào chú thỏ, chào cà rốt và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau trên kênh Zoom Zoom TV. Xin chào Zoom Zoom TV.